Hỏi, trước đây đã nói người thọ trì bát nhã ba la mật chẳng còn bị các bệnh não hại, nay vì sao còn nói nữa? Đáp, Phật thuyết bát nhã ba la mật chẳng phải ở một hội mà thuyết ở rất nhiều hội. Có hội Phật nói về các nạn nước, nạn đường. Có hội Phật thuyết về nạn đau binh. Có hội Phật thuyết về nạn độc trùng, độc dược. Có hội Phật thuyết về 404 thứ bệnh. Phật nói rằng, thiện nam, thiện nữ, thọ trì bát nhã ba la mật chẳng có các bệnh tật tai ương đó làm tổn hại. Có hội Phật thuyết về các kẻ ác tâm muốn phá hoại các thiện nam thiện nữ thọ trì bát nhã ba la mật. Phật dạy, do thọ trì bát nhã ba la mật mà các thiện nam thiện nữ ấy chẳng bị những kẻ ác tâm phá hoại, mà còn hoán cải được họ, khiến họ khởi tín tâm nơi bát nhã ba la mật, cung kính cúng dường bát nhã ba la mật. 404 thứ bệnh nêu trên đây do bốn đại gây ra. Mỗi đại gây ra 101 thứ bệnh, đó là bệnh lạnh gồm 202 thứ do phong đại và thủy đại gây ra, bệnh nóng gồm 202 thứ do hỏa đại và đại đại gây ra. Hỏa có tướng nóng, địa có tướng cứng, cả hai đại này đều khó tiêu hóa, do khó tiêu hóa nên khởi ra bệnh nóng trong thân như trong máu, trong thịt, gân, trong xương tủy, vân vân. Phật dạy, các thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật chẳng bị 404 thứ bệnh làm hại, chỉ trừ trường hợp do túc mạng nghiệp báo nhân duyên đời trước thì mới phải lãnh thọ mà thôi. Những chúng sanh mắc bệnh do nghiệp báo từ đời quá khứ nay phải chịu thọ báo thì đến Phật cũng chẳng cứu được. Trong kinh có viện dẫn trường hợp phải đến cửa quan, đó là nói về trường hợp bị thưa kiện. Người có thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật thì dù có phải bị thưa kiện, phải đến cửa quan, quan cũng chẳng có khiển trách, chẳng có hạnh tội. Hỏi, trước đây đã có nói về việc ma chẳng tìm được chỗ tiện, được phá hoại, quấy nhiễu các thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật rồi, vì sau này còn đề cập đến nữa? Đáp, trước đã nói về sự việc ác ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại cho các thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật. Này nói rộng thêm về các sự việc các thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật thì dù có phải bị thưa kiện, phải đến cửa quan cũng chẳng bị quan hạch tội, mà còn được quan hoan hỷ tiếp đón. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ này thường trải rộng từ bi hỷ xả đối với hết thảy chúng sanh, nên thường có được oai đức nhiếp phục được người khác vậy. Lại nữa, do thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật mà các thiện nam thiện nữ này ở đời vị lai sẽ được đầy đủ bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, đầy đủ sáu pháp ba la mật, đầy đủ bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng còn bị đọa vào các đường ác, chẳng có sanh vào các nhà hạ tiện, thường được sanh vào các nhà đại gia, đại tộc. Cũng do thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật mà ở đời vị lai các thiện nam thiện nữ được thân đầy đủ trang nghiêm, thường được 32 tướng tốt, lại có đủ thần thông, đi đến các nước Phật, cúng dường chư Phật, nghe chư Phật thuyết pháp. Nhờ vậy mà thành tựu được chúng sanh, thanh tự được Phật độ, mãi như vậy cho đến khi được vô thượng Bồ Đề. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ phải biên chép thọ trì thân cận, đọc tụng chánh ước niệm, cung kính cúng dường, tán thán bát nhã ba la mật, phải chọn tràng ly tát bà nhã tâm mà tu tập bát nhã ba la mật thì mới có được vô lượng công đức ở đời này và ở đời sau, dẫn đến mới được đạo vô thượng Bồ Đề. Phẩm thứ 35, Phạm Trí. Kinh, lúc bấy giờ có các ngoại đạo Phạm Trí đi đến chỗ Phật với ý muốn gây phiền nhiễu nơi pháp hội. Vị Đế Thích cùng chư thiên có mặt trong pháp hội, biết rõ tâm niệm của các Phạm Trí, lại vừa nghe Phật dạy về đại thần lực của bát nhã ba la mật, nên đã nhất tâm chỉ tụng bát nhã ba la mật. Các ngoại đạo Phạm Trí nghe như vậy, liền từ bỏ ngay ý muốn gây phiền nhiễu, và họ chỉ dừng ở xa mà nhiễu quanh Phật, rồi đôi bước quay trở về. Ngài Xá Lợi Phất tự niệm, vì nhân duyên gì mà các Phạm Trí đến với ý muốn quấy nhiễu pháp hội, lại chỉ ở xa nhiễu quanh Phật rồi đôi về. Phật biết tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất, nên dạy rằng, này Xá Lợi Phất, do vị Thích Đế và chư thiên nhất tâm chỉ tụng bát nhã ba la mật, nên các ngoại đạo Phạm Trí đã bỏ ý muốn quấy nhiễu pháp hội mà chỉ nhiễu quanh Phật rồi lui về.
Đây là bát nhã ba la mật lực khiến tâm ác của họ bị tiêu trừ. Này Xá Lợi Phất, chẳng có kẻ nào có thể đem ác tâm phá hoại bát nhã ba la mật được. Vì sao? Vì trong hằng hà xa thế giới khắp mười phương, chư thiên, chư thanh văn, chư bích chi Phật, chư Bồ Tát, chư Phật đều thủ hộ bát nhã ba la mật. Vì chư thiên, chư hiển thánh dẫn đến chư Phật đều xuất sanh từ bát nhã ba la mật. Lúc bấy giờ các ác ma nghĩ rằng, này Phật, vì bốn bộ chúng thuyết bát nhã ba la mật có đầy đủ các hàng trời người trong cả ba cõi vân tập về pháp hội, như vậy ắt là có các đại Bồ Tát sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Chúng ta phải mau đến đó để phá hoại đạo tâm của họ. Nghĩ như vậy rồi, các ác ma liền hóa tác ra bốn đạo binh kéo đến chỗ Phật. Vị Đế Thích cùng chư thiên biết rõ đây chẳng phải là hàng đạo binh của Tần Bà Sa La, cũng chẳng phải là các đạo binh của vua Ba Tư Nặc, lại cũng chẳng phải là các đạo binh của dòng họ Thích và dòng họ Lê Sa, mà là các đạo binh do các ác ma hóa tác ra để phá quấy pháp hội và để làm não hại chúng sanh. Nghĩ như vậy rồi, vì Đế Thích cùng chư thiên đã nhất tâm chỉ tụng bát nhã ba la mật. Các ác ma nghe chư thiên chỉ tụng bát nhã ba la mật liền từ bỏ ý muốn phá hoại và đồng loạt rút lui. Lúc bấy giờ chư thiên ở trong hàng xa quốc độ khắp mười phương đồng hóa tác thiên hoa để khắp hư không để tán thán Đức Phật cùng đại chúng và phát lời nguyện rằng: Bạch Thế Tôn, chúng ta xin nguyện làm cho bát nhã ba la mật ở lâu trong cõi Diêm Phù Đề này. Vì sao? Nếu vì chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề chịu thọ trì bát nhã ba la mật, thì tại chú xứ này Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo được an trú chẳng có đoạn diệt. Bát nhã ba la mật trụ thế bao nhiêu thì Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo trụ thế lâu bấy nhiêu. Bồ Tát đạo an trú ở nơi nào thì ở nơi đó có các thiện nam thiện nữ biên chép kinh bát nhã ba la mật. Ở nơi đó có ánh sáng chiếu minh khiến màn vô minh phải tan biến. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca và chư thiên tử, trong cõi Diêm Phù Đề nếu còn có chúng sanh biết thọ trì bát nhã ba la mật lâu bao nhiêu, thì Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo còn tồn tại ở nơi đây lâu bấy nhiêu. Ở đâu có Bồ Tát hành bát nhã ba la mật thì ở đó có các thiện nam thiện nữ biên chép kinh quyển bát nhã ba la mật. Ở tại chú xứ đó có ánh sáng chiếu minh khiến màn vô minh tan biến. Chư thiên lại hóa tác thiên hòa tán Phật và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì dẫn đến tránh ức niệm tu tập bát nhã ba la mật thì ma vương ma dân chẳng sao tìm được chỗ tiện để quấy phá họ được. Bạch Thế Tôn, chúng còn nguyện xin hộ trì những thiện nam thiện nữ này và nguyện xem họ như Đức Phật hoặc như người thừa kế Đức Phật. Ngài Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì dẫn đến tránh ức niệm tu tập bát nhã ba la mật thì phải biết những thiện nam thiện nữ ấy ở đời trước đã làm các công đức, đã thần cận cúng dường chư Phật và bát nhã ba la mật đã được các bậc thiện tri thức hộ trì. Bạch Thế Tôn, nhất thiết trùng trí cùng chư Phật đều xuất sanh từ bát nhã ba la mật, bởi vậy nên cầu bát nhã ba la mật là cầu nhất thiết trùng trí. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật chẳng khác nhất thiết trùng trí, nhất thiết trùng trí chẳng khác bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật tức là nhất thiết trùng trí, nhất thiết trùng trí tức là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật và nhất thiết trùng trí là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi nhân duyên vậy nên hàng chư thiên chúng con xem các thiện nam thiện nữ ấy như Đức Phật hoặc như người kế thừa Phật vậy. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, nhất thiết trùng trí tức là bát nhã ba la mật và bát nhã ba la mật tức là nhất thiết trùng trí. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, nhất thiết trùng trí xuất sanh từ bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật chẳng khác nhất thiết trùng trí và nhất thiết trùng trí chẳng khác bát nhã ba la mật. Nhất thiết trùng trí và bát nhã ba la mật là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Luận: phẩm trước đề cập đến trường hợp người nghe thọ trì dẫn đến tránh ức niệm tu tập bát nhã ba la mật chẳng bị các ác ma và các hàng ngoại đạo quấy nhiễu phá hoại được. Phẩm này nêu lên chỗ chứng nghiệm bát nhã ba la mật do oai thần của bát nhã ba la mật chiêu cảm được các ác ma và các hàng ngoại đạo khiến họ chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại vậy. Các ngoại đạo phạm trí tự nghĩ rằng Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật đang thuyết pháp bát nhã ba la mật
Nói rõ các pháp đều rốt ráo không, đều là vô sở hữu. Chúng ta hãy đến nơi đó nạm vấn. Nếu chúng ta phá được pháp của Phật thì Phật đạo sẽ lui, và đạo chúng ta sẽ lại được tôn trọng như trước. Hàng ngoại đạo có phải tà kiến, lại ác tâm và kiêu mạn. Họ muốn vạch ra các lỗi lầm của Bát Nhã Ba La Mật nhằm phá hoại Bát Nhã Ba La Mật. Họ cho rằng Bát Nhã Ba La Mật sai lầm lớn khi nói các pháp là rốt ráo không, là vô sở hữu, nên muốn đến nạn vấn Phật. Đây chỉ là hành động điên rồ, giống như người cuồng si bắn mũi tên thẳng lên không trung rồi ngửa mặt lên chờ tên rớt xuống. Hành động như vậy chỉ tự mình chuốc lấy khổ cho mình, chẳng có lợi ích gì cả. Lúc bấy giờ chư thiên muốn thử nghiệm lời Phật dạy và cũng muốn chúng sanh thâm tín Bát Nhã Ba La Mật hơn nữa, nên đã nhất tâm chỉ tụng Bát Nhã Ba La Mật. Do vị Đế Thích cùng chư thiên đã thành tựu được nhiều phước đức, lại có lợi căn và thâm tín Bát Nhã Ba La Mật, nên khi các ngài chỉ tụng Bát Nhã Ba La Mật thì liền có linh nghiệm khiến các hàng ngoại đạo phạm trí từ bỏ ngay ý định muốn quấy nhiễu pháp hội, mà chỉ ở đằng xa nhiễu quanh Phật rồi lui về. Hỏi: vì sao các hàng ngoại đạo phạm trí chẳng dám quấy nhiễu Phật mà chỉ nhiễu quanh Phật rồi lui về? Đáp: đây là do thần lực của Bát Nhã Ba La Mật đã nhiếp phục được tâm của các ngoại đạo phạm trí ấy, khiến họ tự nghĩ rằng oai đức của Phật bao trùm khắp tất cả, nên sợ chẳng dám thực hiện ý đồ của họ. Họ tự nghĩ nếu hỏi ắt phải thua, còn nếu mà còn chuốc thêm nhục, còn nếu mới đến mà phải rút lui thì người đời sẽ cho là quá khiếp nhược. Do vậy mà họ giả vờ nhiễu quanh Phật để dọn đường rút lui vậy. Ngài Xá Lợi Phất Nguyên trước kia cũng là phạm trí, nên khi thấy chúng phạm trí đến, ngài tự nghĩ rằng vì nhân duyên gì mà chúng phạm trí chỉ đến diễu quanh Phật rồi lui về, vì nhân duyên gì mà họ chẳng cầu Phật độ. Phật dạy chúng phạm trí đến đây với ý muốn quấy phá, nhưng oai lực của Bát Nhã Ba La Mật đã làm cho chúng khiếp sợ, khiến cho họ chẳng còn dám thực hiện ý muốn mà chỉ ở xa diễu quanh Phật rồi lui về. Ngài Xá Lợi Phất lại nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật có oai đức cứu độ chúng sanh, như vậy vì sao chúng phạm trí nghe Bát Nhã Ba La Mật mà lại chẳng được độ? Phật biết rõ tâm niệm của ngài Xá Lợi Phất nên dạy rằng các phạm trí ấy đến đây chẳng phải do thiện niệm, lại đắm chấp tà kiến và ái kiến nên chẳng được độ vậy. Ví như người mà thọ mạng đã sắp hết thì dù gặp được thầy hay thuốc tốt, hoặc dù có thần lực cũng chẳng có thể được thoát chết được vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, như vậy chẳng những các phạm trí ấy mà cho đến hết thảy chúng sanh nào bỗng ác tâm muốn phá hoại Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại. Vì sao? Vì chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền, chư Thiên đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên các ác ma, các ngoại đạo nếu muốn đến vấn nạn để phá hoại Bát Nhã Ba La Mật chẳng sao thực hiện được ý đồ của họ. Hỏi: vì sao chư Thiên dành tâm đại hoan hỷ muốn cho Bát Nhã Ba La Mật trụ thế lâu dài ở cõi Diêm Phù Đà? Đáp: do vì trước đã nghe nói về các công đức của Bát Nhã Ba La Mật, này lại được chứng nghiệm nên sanh tâm đại hoan hỷ muốn cho Bát Nhã Ba La Mật trụ thế lâu dài ở cõi Diêm Phù Đà. Nếu ở cõi Diêm Phù Đà còn chúng sanh biết thọ trì tu tập Bát Nhã Ba La Mật lâu bao nhiêu thì ở cõi này Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo còn tồn tại lâu bấy nhiêu. Lại nữa, nếu Bát Nhã Ba La Mật còn trụ thế ở cõi Diêm Phù Đà thì ở chú xứ này còn có ánh sáng chiếu minh của Bát Nhã Ba La Mật, khiến màn vô minh hắc ám phải tan biến. Hỏi: vì sao chư thiên nguyện hộ trì người biên chép thọ trì thân cận đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật và xem người đó như vị Phật tương lai? Đáp: chư thiên tệ nguyện, chư Phật trong mười phương thường ủng hộ người biên chép thọ trì thân cận dẫn đến tránh ước niệm, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì chúng ta cũng phải thường ủng hộ người đó và xem người đó như là Phật hoặc người thừa kế Phật trong đời vị lai. Vì sao? Vì do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà người đó sẽ được nhất thiết trùng trí, sẽ được vô sanh pháp nhẫn, sẽ có lực trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, sẽ là bậc nhục thân Bồ Tát, thường thuyết Bát Nhã Ba La Mật, thường nói lên chánh giáo nghĩa vậy. Hỏi: vì sao nói cầu Bát Nhã Ba La Mật là cầu Phật đạo, là cầu nhất thiết chủng trí? Đáp: vị Đế Thích và chư thiên,
Do đời trước đã có thiện duyên tu tập các công đức, đã thường tán thán Bồ Tát Đạo, nên nay mới tán thán Bát Nhã Ba La Mật và nói cầu Bát Nhã Ba La Mật là cầu Phật Đạo, là cầu nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì Bồ Tát có hành đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật mới có thể thành Phật, mới được đầy đủ nhất thiết chủng trí. Bởi vậy nên nói, phải ở nơi Bát Nhã Ba La Mật mà cầu nhất thiết chủng trí. Mặt khác, chư Phật và chư Đại Bồ Tát được nhất thiết chủng trí rồi, thường thuyết Bát Nhã Ba La Mật, thường dùng các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để hóa độ chúng sanh. Nên cũng nói, phải ở nơi nhất thiết chủng trí mà cầu Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật biến thành nhất thiết chủng trí. Bát Nhã Ba La Mật là nhân sanh ra nhất thiết chủng trí. Bát Nhã Ba La Mật là nhân và nhất thiết chủng trí là quả. Nhân quả chẳng rời nhau, nên nói Bát Nhã Ba La Mật và nhất thiết chủng trí là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Phẩm thứ 36, A Nan xứng dự, A Nan xứng tán, kinh. Lúc bấy giờ ngài A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nguyên nhân gì chẳng xưng tán năm ba la mật kia mà chỉ xưng tán Bát Nhã Ba La Mật mà thôi? Phật dạy: Này A Nan, tất cả năm ba la mật kia, từ đàn ba la mật dẫn đến thiền ba la mật, đều do Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo. Này A Nan, ý ông nghĩ sao? Nếu bố thí mà chẳng có hồi hướng về nhất thiết chủng trí, thì bố thí như vậy có được xem là đàn ba la mật chăng? Ngài A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng được vậy. Phật dạy: Này A Nan, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định và trí huệ mà chẳng hồi hướng về nhất thiết chủng trí thì có được xem là thi la ba la mật, giàn đè ba la mật, tỷ lê gia ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật chăng? Ngài A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng được vậy. Phật dạy: Này A Nan, bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo cả năm ba la mật kia. Ngài A Nan hỏi: Bạch Thế Tôn, vì sao nói bố thí có hồi hướng về nhất thiết chủng trí thì mới được xem là đàn ba la mật, dẫn đến trí huệ có hồi hướng về nhất thiết chủng trí thì mới được xem là Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này A Nan, phải ở nơi bất nhị pháp bố thí mà hồi hướng về nhất thiết chủng trí mới được xem là đàn ba la mật, dẫn đến phải ở nơi bất nhị pháp trí huệ mà hồi hướng về nhất thiết chủng trí mới được xem là Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Pháp bố thí dẫn đến pháp trí huệ đều là bất sanh, đều là bất khả đắc. Ngài A Nan hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là dùng bất nhị pháp bố thí mà hồi hướng về nhất thiết chủng trí mới gọi là đàn ba la mật, dẫn đến dùng bất nhị pháp trí huệ mà hồi hướng về nhất thiết chủng trí mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này A Nan, sắc là bất nhị pháp, thọ tưởng hành thức là bất nhị pháp, dẫn đến vô thượng bồ đề cũng là bất nhị pháp. Vì sao? Vì sắc là sắc tướng không, vì đàn ba la mật và sắc là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Vì đàn ba la mật, sắc và vô thượng bồ đề là chẳng phải hai, chẳng phải khác, năm ba la mật kia cũng đều là như vậy. Này A Nan, Bát Nhã Ba La Mật là dẫn đạo của năm ba la mật kia, dẫn đến của nhất thiết chủng trí. Bởi nhân duyên vậy nên nay chỉ tán thán Bát Nhã Ba La Mật mà thôi. Này A Nan, ví như đem hạt giống vãi lên đất, khi đã hội đủ các nhân duyên hòa hợp thì hạt giống mới nảy mầm thành cây, rồi cây mới nương vào đất mà mọc lên được. Cũng như vậy, năm ba la mật kia đều từ Bát Nhã Ba La Mật sanh và được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo. Hết thảy các thiện pháp khác dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậy cả. Ngài Thích Đại Hoán Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đến đây vẫn chưa nói hết công đức của người thọ trì thân cận dẫn đến tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì thọ trì thân cận dẫn đến tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật là thọ vô thượng đạo của ba đời chư Phật. Nếu muốn được nhất thiết chủng trí thì phải ở trong Bát Nhã Ba La Mật mà cầu. Muốn được Bát Nhã Ba La Mật thì phải ở trong nhất thiết chủng trí mà cầu vậy. Bạch Thế Tôn, do thọ trì thân cận dẫn đến tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà ở thế gian xuất hiện 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô giác định, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Do thọ trì thân cận dẫn đến tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà ở thế gian xuất hiện các đại gia đại tộc, xuất hiện các cõi trời, từ cõi trời tứ thiên vương dẫn đến trời sắc cứu cánh thiên, xuất hiện các quả thanh văn, bích chi Phật đạo, Bồ Tát đạo. Do thọ trì thân cận dẫn đến tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật,
mới có Phật thị hiện ở thế gian này. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ thọ trì thân cận dẫn đến chánh ước niệm, tu tập bát nhã ba la mật, chẳng phải chỉ thành tựu bấy nhiêu công đức mà thôi. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, do thọ trì thân cận dẫn đến chánh ước niệm, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm mà tu tập bát nhã ba la mật, nên các thiện nam thiện nữ ấy thành tựu được vô lượng giới chúng, vô lượng định chúng, huệ chúng, dẫn đến thành tựu được vô lượng giải thoát chúng và giải thoát tri kiến chúng. Phải biết các người ấy là như Phật rồi vậy. Này Kiều Thi Ca, giới chúng, định chúng, huệ chúng, giải thoát chúng và giải thoát tri kiến chúng của hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chẳng sao bằng được giới chúng dẫn đến giải thoát tri kiến chúng của các thiện nam thiện nữ ấy được. Trong trăm ngàn muôn ước phần chẳng bằng được một, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể dùng để so sánh được. Vì sao? Vì hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chẳng cầu đạo giải thoát vậy. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào biên chép thọ trì cung kính cúng dường kinh quyển bát nhã ba la mật thì cũng có được vô lượng công đức ở đời này và đời sau. Ngài Thích Đại Hoán Nhân bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào biên chép thọ trì thân cận đọc tụng cung kính cúng dường chánh ước niệm dẫn đến chẳng ly tát bà nhã tâm mà tu tập bát nhã ba la mật thì chúng con nguyện thường thủ hộ người ấy. Luận: Ngài A Nan là bậc đa văn, thường hay phân biệt các pháp, nhưng vì chưa ly dục nên chưa thâm nhập vào pháp không. Dù ngài thường ở bên cạnh Phật nhưng chẳng mấy khi thưa hỏi Phật về pháp không. Này nghe Phật tán thán bát nhã ba la mật, tán thán người tu tập bát nhã ba la mật, nên ngài A Nan đã hỏi Phật rằng: Vì sao chỉ xưng tán bát nhã ba la mật mà chẳng có xưng tán năm ba la mật kia? Hỏi: Từ trước đến nay Phật thường xuyên thuyết về sáu pháp ba la mật, như vậy vì sao ngài A Nan lại nói chẳng có xưng tán năm ba la mật kia? Đáp: Phật đã thường thuyết về sáu pháp ba la mật, nay chỉ đặc biệt xưng tán bát nhã ba la mật mà thôi. Vì trong hết thảy thiện pháp hữu vi, vì trí huệ là đệ nhất trong hết thảy trí huệ, thì bát nhã ba la mật tức là trí huệ đáo bỉ ngạn là đệ nhất. Ví như người đi đường xa đêm tối, dù có bạn lành cùng đi theo nhưng vẫn phải nhờ ngọn đuốc soi đường của người hướng dẫn. Cũng như vậy, người tu hành tu tập các thiện pháp phải nương theo ánh sáng của bát nhã ba la mật mới có thể thoát ra khỏi ba cõi vậy. Trong cả ba thừa giáo, nếu hành bố thí cùng các thiện pháp khác, nếu chẳng được bát nhã ba la mật dẫn đạo thì quả phước cũng chỉ là hữu hạn, vì còn phải tùy thuộc vào các nghiệp báo nhân duyên. Do quả báo hữu hạn nên chẳng sao vào được vô dư niết bàn, chẳng sao chứng được quả vô thượng bồ đề. Trái lại, nếu bố thí với tâm bình đẳng, thường quán thật tướng của các pháp là bất nhị, bất sanh, bất diệt, là rốt ráo tịch tịnh, rồi hồi hướng hết thảy công đức bố thí về nhất thiết trùng trí thì mới tương ưng với bát nhã ba la mật. Bố thí thanh tịnh như vậy mới được gọi là đạt ba la mật, mới đời đời được phước đức, gọi là được thọ thiện phước báo bất tận vậy. Hỏi: Thế nào là gọi là bố thí có hồi hướng về nhất thiết trùng trí? Đáp: Đó là hành bố thí như tướng và cũng là hành hết thảy các pháp như tướng. Hỏi: Phật đã nói về bất nhị nhân duyên rồi, sau này còn trở lại giải nghĩa về bất nhị. Đáp: Ở đây ngài A Nan chưa hỏi về nghĩa bất nhị nhân duyên mà chỉ nói về nghĩa bất nhị pháp. Phật dạy: Giác pháp là bất nhị, dẫn đến hết thảy pháp cũng đều là bất nhị. Do ngài A Nan muốn hỏi về nghĩa này nên Phật lấy thí dụ hạt giống nương theo đất mà nảy mầm rồi tăng trưởng thành cây. Cũng như vậy, năm ba la mật kia đều nương theo bát nhã ba la mật mà được thành tựu. Hết thảy các hạt giống thiện pháp đều được bát nhã ba la mật giữ gìn và đều nương theo bát nhã ba la mật mà hiện hành và tăng trưởng. Bát nhã ba la mật làm tác nhân hòa hợp hết thảy thiện pháp, nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật thường được nhất tâm, thầm tín nhẫn nhường tinh tấn, chẳng bao giờ thối chuyển. Nếu Bồ Tát muốn thông đạt hết thảy các pháp thì từ khi sơ phát tâm dẫn đến khi vào thập địa phải như vậy mà tu tập bát nhã ba la mật mới có thể thành tựu và tăng trưởng đạo tâm. Hỏi: Vì sao vị Đế Thích nói rằng Phật chưa nói hết các đức của các thiện nam thiện nữ thọ trì dẫn đến tu tập bát nhã ba la mật? Đáp: Bát nhã ba la mật có vô lượng vô biên công đức. Khi Phật đang thuyết về công đức tu tập bát nhã ba la mật thì các ngoại đạo phạm trí và các loài ma đến quấy phá. Sự việc này làm cho vị Đế Thích cùng chư thiên được duyên pháp,
để minh chứng cụ thể về bát nhã ba la mật lực. Chư thiền đã chỉ tụng bát nhã ba la mật, khiến hàng ngoại đạo cũng như các ác ma phải từ bỏ ý muốn quấy phá bát nhã ba la mật và phải tự rút lui. Này các ác ma đã rút lui, tâm của chúng đã được chuyển hóa, nên vị đế thích tiếp tục xin được nói thêm về các công đức của người thọ trì thân cận dẫn đến tu tập bát nhã ba la mật. Đó chính là thọ vô thượng đạo của ba đời chư Phật. Vì sao? Vì phải ở nơi bát nhã ba la mật mà cầu nhất thiết trùng trí, phải ở nơi nhất thiết trùng trí mà cầu bát nhã ba la mật. Lại nữa, ở phẩm trước đã nói, người tu hành phát vô thượng bồ đề tâm, cầu bát nhã ba la mật, phải nguyện độ hết thảy chúng sanh. Như vậy là bát nhã ba la mật trừ nhóm hết thảy công đức, từ 10 thiện đạo dẫn đến 18 bất cộng pháp, lại dung nhiếp hết thảy thiện pháp nhân duyên. Do có bát nhã ba la mật mà ở thế gian xuất hiện các đại gia đại tộc, dẫn đến có Phật thị hiện ở thế gian vậy. Phật nói với vị đế thích rằng, các thiện nam thiện nữ thọ trì tu tập bát nhã ba la mật, chẳng phải chỉ có được các công đức nói trên, mà còn được vô lượng giới chúng, định chúng, dẫn đến giải thoát chúng và giải thoát tri kiến chúng. Giới chúng của Bồ Tát chính là bát nhã ba la mật. Bởi vậy nên ở nơi hết thảy chúng sanh, Bồ Tát thường tu vô ý thí. Vì sao? Vì ở trong cả ba đời và khắp cả mười phương, số chúng sanh ở trong sáu đạo là vô lượng vô biên. Hết thảy chúng sanh đều tham sống sợ chết, nên Bồ Tát thường tu vô ý thí pháp, khiến chúng sanh được an lạc. Bởi vậy nên được vô lượng giới chúng quả báo. Ví như phàm phu chỉ nguyện giữ giới không sát sanh, hoặc trong một ngày một đêm, hoặc trong một tháng, hoặc trong một năm, dẫn đến hoặc trong một đời mà thôi. Còn Bồ Tát nguyện đời đời giữ giới không sát sanh, đời đời chẳng khỏi tâm sát sanh, trái lại nguyện đời đời hành pháp vô ý thí, mãi cho đến khi vào vô dư niết bàn. Bởi vậy nên Bồ Tát thành tựu được vô lượng vô biên giới chúng. Cũng như vậy, Bồ Tát thành tựu được vô lượng vô biên định chúng, huệ chúng, dẫn đến vô lượng vô biên giải thoát chúng và giải thoát tri kiến chúng. Bởi nhân duyên vậy, nên người biên chép thọ trì thân cận đọc tụng cung kính cúng dường tu tập bát nhã ba la mật được vô lượng vô biên công đức ở đời này và cả ở đời sau. Hỏi: được công đức ở đời này và cả ở đời sau quả thâm trọng, còn biên chép cúng dường tu tập bát nhã ba la mật chỉ là việc nhỏ, vì sao lại nói người biên chép cúng dường dẫn đến tu tập bát nhã ba la mật có được nhiều công đức như vậy? Đáp: cúng dường có hai nghĩa, do thấy người khác cúng dường mà cúng dường theo, do biết rõ công đức nên từ thâm tâm phát khởi cúng dường. Cúng dường theo nghĩa thứ hai mới được công đức ở đời này và đời sau. Lại nữa, có rất nhiều phương tiện để thâm nhập vào bát nhã ba la mật. Ví như, có người vừa nghe thuyết bát nhã ba la mật là liền nhất tâm thọ trì dẫn đến tránh ức niệm tu tập bát nhã ba la mật. Có người lợi căn thượng trí, tinh tấn biên chép bát nhã ba la mật mà được nhất tâm thâm tín bát nhã ba la mật. Ví như người có như ý bảo châu, từ lâu chẳng biết dùng, nay phát lòng từ bi, đem viên ngọc ấy ra bố thí cho chúng sanh, thì người ấy ắt được nhiều phước đức. Cũng như vậy, bát nhã ba la mật là trí huệ vô thượng, là mẹ của chư Phật, là đệ nhất trong tất cả các pháp bảo. Nếu người nghe bát nhã ba la mật mà nhất tâm tín thọ cúng dường, thì tất yếu sẽ được vô lượng công đức ở đời này và cả ở đời sau. Trái lại, nếu chẳng nhất tâm cúng dường, hoặc nếu nhất tâm cúng dường nhưng đời trước có phạm trọng tội, thì chẳng sao có được đầy đủ công đức như trên được. Kinh Phật dạy: này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng thuyết giảng bát nhã ba la mật, thì liền có vô lượng chư thiên đến nghe pháp. Nếu có thiện nam thiện nữ nào đang thuyết giảng bát nhã ba la mật, thì liền có chư thiên giúp thêm thắng lực để vị pháp sư ấy thành tựu viên mãn thời thuyết pháp. Nếu vị pháp sư ấy mỏi mệt, thì chư thiên liền giúp thêm thắng lực để tiếp tục thời thuyết pháp. Bởi nhân duyên vậy, nên thiện nam thiện nữ nào thọ trì thân cận dẫn đến tránh ước niệm tu tập bát nhã ba la mật được vô lượng công đức ở đời này và đời sau. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào thuyết bát nhã ba la mật giữa đại chúng mà tâm chẳng khiếp sợ, thì dù bị vấn nạn vẫn giữ được tâm an định, chẳng có sợ hãi. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này đã được sự hộ trì của bát nhã ba la mật vậy. Vì thiện nam thiện nữ này an trú trong bát nhã ba la mật, nên phân biệt rõ ràng hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, hữu lậu và vô lậu, hữu vi và vô vi, thiện và bất thiện,
dẫn đến phân biệt rõ ràng pháp Thanh Văn, pháp Bích Chi Phật, pháp Bồ Tát và pháp Phật. Vì thiện nam thiện nữ này an trú trong nội không, dẫn đến an trú trong vô pháp hữu pháp không, nên chẳng thấy có ai vấn nạn, chẳng thấy có ai bị vấn nạn, chẳng thấy có pháp vấn nạn, dẫn đến chẳng thấy có pháp bát nhã ba la mật. Thiện nam thiện nữ này do được lực bát nhã ba la mật hộ trì nên chẳng có ách nạn gì hại được. Lúc thọ trì thân cận đọc tụng dẫn đến tránh ức niệm, tu tập bát nhã ba la mật, thiện nam thiện nữ này chẳng có kinh, chẳng có hãi, chẳng có sợ. Vì sao? Vì chẳng thấy có pháp gì phải kinh, phải hãi, phải sợ cả. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ nào thọ trì thân cận dẫn đến tránh ức niệm, tu tập bát nhã ba la mật được vô lượng công đức ở đời này và đời sau. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào biên chép thọ trì thân cận đọc tụng dẫn đến tránh ức niệm, tu tập bát nhã ba la mật được thân bằng quyến thuộc thương mến, được sa môn và bà la môn kính nể, được chư vị a la hán bích chi phật bồ tát và phật thường hộ niệm, các hàng atula và thiên ma cũng ái kính người này, do vậy mà bát nhã ba la mật chẳng đoạn diệt. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này tu tập nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không chẳng dứt, tu tập bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp chẳng dứt, tu tập các đà la ni các tam muội chẳng dứt, tu tập các thần thông thành tựu chúng sanh thanh tịnh phật độ chẳng dứt, tu tập nhất thiết trí dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng dứt vậy. Do tu tập như vậy mà hàng phục được các kẻ đến hủy báng phá hoại. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ nào thọ trì thân cận dẫn đến tránh ức niệm, tu tập bát nhã ba la mật được vô lượng công đức ở đời này và đời sau. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào biên chép thọ trì thân cận đọc tụng dẫn đến tránh ức niệm, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm mà tu tập bát nhã ba la mật, thì chỗ ở của người này được chư thiên trong cõi đại thiên thế giới này và trong các thế giới khác khắp mười phương, dẫn đến những vị đã phát tâm vô thượng bồ đề đều đến ra mắt để được thọ trì đọc tụng nghe thuyết giảng cúng dường đảnh lễ bát nhã ba la mật rồi lui trở về. Này Kiều Thi Ca, chư thiên trong các mười phương thế giới đều có trời tứ thiên vương dẫn đến cõi trời sắc cứu cánh, và chư vị đã phát tâm vô thượng bồ đề để hộ trì thiện nam thiện nữ này, khiến những kẻ ác, những việc làm ác chẳng thể nào não hại được, ngoại trừ trường hợp ở đời trước người này đã có phạm trọng tội. Này Kiều Thi Ca, chư thiên nguyện hộ trì thiện nam thiện nữ này. Vì sao? Vì chư vị thiên tử đó đã phát tâm vô thượng bồ đề, đã nguyện cứu độ chúng sanh, đã nguyện an lạc chúng sanh. Ngài Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ này làm sao biết được có chư thiên trong đại thiên thế giới này cùng chư thiên ở các thế giới khác trong khắp cả mười phương đến ra mắt thọ trì đọc tụng nghe thuyết giảng cúng dường đảnh lễ bát nhã bà la mật? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu hữu thiện nam thiện nữ thấy có quang minh thanh tịnh chiếu rọi thì biết có hàng chư thiên đến ra mắt đến thọ trì đọc tụng nghe thuyết giảng cúng dường đảnh lễ bát nhã bà la mật. Lại nữa, nếu thiện nam thiện nữ này ngửi mùi hương thơm lạ vi diệu tỏa ra thì biết có hàng chư thiên đến ra mắt để thọ trì đọc tụng nghe thuyết giảng cúng dường đảnh lễ bát nhã bà la mật. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ này có công hạnh thanh tịnh nên hàng chư thiên đến ra mắt để thọ trì đọc tụng nghe thuyết giảng cúng dường đảnh lễ bát nhã ba la mật nơi trú xứ của người này. Các ma quỷ còn ẩn trốn đều lánh đi xa nơi khác vì chúng sợ oai lực của chư thiên. Này Kiều Thi Ca, do thiện nam thiện nữ này phát đại tâm nên được oai lực của bát nhã ba la mật hộ trì, nên ở cả bốn bên quanh trú xứ của người này thường sạch sẽ, chẳng có các vật bất tịnh. Bởi vậy nên ở nơi nào có bát nhã ba la mật thì phải đốt hương thắp đèn, dùng dầu thơm hoa đẹp chẳng phan bảo cái để trang nghiêm. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ này khi thuyết pháp chẳng có mỏi mệt, tự cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tâm thần thư thái an lạc như pháp mà thuyết giảng. Khi nằm nghỉ cũng được an ổn, chẳng có ác mộng. Trái lại, thường thấy thân Phật trang nghiêm với đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thấy chúng tỳ kheo cung kính vây quanh Phật, lại thấy Phật vì đại chúng thuyết pháp. Thiện nam thiện nữ này nghe và lãnh hội đầy đủ các giáo pháp, từ 6 pháp bát nhã ba la mật dẫn đến 18 bất cộng pháp, lại cũng phân biệt rõ nghĩa của 6 pháp ba la mật dẫn đến nghĩa của 18 bất cộng pháp, nên trong tâm tưởng thường thấy cội bồ đề trang nghiêm,
Thấy chư Bồ Tát đến cội Bồ Đề tu tập mà thành bậc chánh đẳng, chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, cũng thấy trong ngàn muôn ước Bồ Tát đồng kiết tập chánh pháp và đồng luận nghị rằng phải cầu nhất thiết chủng trí như vậy, phải thành tựu chúng sanh như vậy, phải thanh tịnh Phật độ như vậy. Thiện nam thiện nữ này cũng thấy vô số các đức Phật trong các mười phương, thấy được ở phương nào, ở cõi nước nào, có đức Phật danh hiệu gì, có bao nhiêu Bồ Tát, có bao nhiêu thanh văn cung kính vây quanh đức Phật ấy. Lại thấy đức Phật ấy bị đại chúng đang thuyết pháp. Thiện nam thiện nữ này cũng thấy vô số các đức Phật trong các mười phương nhập Niết Bàn, thấy vô số bảo tháp của các đức Phật ấy được chúng sanh cung kính cúng dường tôn trọng tán thán. Này Kiều Thi Ca, do thường tâm tưởng thấy các cảnh lành như vậy, nên lúc ngủ cũng như lúc thức, thiện nam thiện nữ này thường được thâm tâm an lạc. Lại nữa, do được chư thiên giúp thêm khí lực, nên thiện nam thiện nữ này tự thấy thân tâm nhẹ nhàng, chẳng sanh tâm tham đắm các vật dụng, các thức ăn uống, y áo, giường nằm, thuốc men, vân vân. Dù nhẫn sự cúng dường, tâm vẫn thường an định, ví như vị tỷ kheo mới giải thiền vậy. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này do thường hành thiện pháp, nên được chư thiên thường hộ trì, giúp thêm khí lực, lại cũng được chư Phật khắp trong mười phương thường hộ niệm. Bởi nhân duyên vậy, nên thiện nam thiện nữ nào muốn được công đức ở đời này thì phải thọ trì thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, dẫn đến tránh ước niệm, chọn chẳng ly tát bà nhã tâm mà tu tập bát nhã ba la mật. Nếu chẳng thể thọ trì dẫn đến tránh ước niệm, thì thiện nam thiện nữ phải biên chép kinh quyển bát nhã ba la mật, rồi cung kính tôn trọng, dùng hương hoa anh lạc tràng phan bảo cái mà cúng dường, thì cũng được công đức ở đời này vậy. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam thiện nữ nào nghe bát nhã ba la mật rồi mà liền thọ trì thân cận đọc tụng thuyết giảng tránh ước niệm, biên chép cung kính tôn trọng tán thán, dùng hương hoa anh lạc tràng phát bảo cái cúng dường bát nhã ba la mật, thì sẽ được công đức thù thắng hơn rất nhiều so với công đức của người đem tứ sự cúng dường mười phương chư Phật và hàng đệ tử Phật, thù thắng hơn rất nhiều so với công đức của người xây bảo tháp để cúng dường xá lợi của các đức Phật và hàng đệ tử Phật sau khi các ngài nhập Niết Bàn. Luận. Hỏi. Trên thiên giới cũng có thuyết bát nhã ba la mật, như vậy vì sao chư thiên còn phải xuống trần gian để nghe? Đáp. Trên thiên giới có thuyết bát nhã ba la mật, nhưng chư thiên muốn tăng ích bát nhã ba la mật ở trần gian nên muốn xuống đây nghe vậy. Chư thiên cũng muốn hộ trì các thiện nam thiện nữ thọ trì thân cận đọc tụng thuyết giảng cung kính cúng dường bát nhã ba la mật ở trần gian, khiến cho chúng sanh ở nơi đây thâm tín bát nhã ba la mật hơn nữa. Lại nữa, khi thấy có thiện nam thiện nữ nào thuyết giảng bát nhã ba la mật, thì chư thiên thường dưới nước cam lồ làm cho vị pháp sư ấy chẳng còn cảm thấy mệt mỏi, được tăng thêm thắng lực, dẫn đến thành tựu viên mãn thời thuyết pháp. Hỏi. Hết thảy các thiện nam thiện nữ nào thuyết bát nhã ba la mật cũng đều được chư thiên dưới nước cam lồ để giúp thêm khí lực hay sao? Đáp. Chẳng phải nhất quyết là như vậy. Chỉ thiện nam thiện nữ tu hành tinh tấn, nhất tâm cầu Phật đạo, nhất tâm tẩy trừ các kiết sử, lại thuyết giảng nơi đạo tràng thanh tịnh, thì chư thiên mới hoan hỷ đến nghe pháp, hoan hỷ hộ trì vậy. Dù thiện nam thiện nữ này ít học, nhưng đã thâm nhập vào ý nghĩa thâm diệu của bát nhã ba la mật, thì ở pháp tòa vẫn được tâm an định, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, khiến được đầy đủ khí lực để thuyết pháp. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật chẳng phải là định pháp, chẳng vướng chấp thế gian hay xuất thế gian, vô thường hay thường, thiện hay bất thiện, nên chẳng có gì phải kinh, phải hãi, phải sợ cả. Lại nữa, thiện nam thiện nữ tu Bồ Tát hạnh, thường hành bát nhã ba la mật nên phiền não mỏng, phước đức sâu dày, thường làm việc lợi ích cho chúng sanh, nên có được oai đức khả kính, làm cho chư thiên ái kính và hoan hỷ hộ trì vậy. Hỏi. Người xuất gia thường được người đời ái kính tôn trọng, vì sao vẫn có nhiều vị xuất gia chẳng được cha mẹ ái kính? Đáp. Có thể là những trường hợp cha mẹ chẳng có thuận ý khi còn xuất gia nên xảy ra như vậy. Thế nhưng các thiện nam thiện nữ hạnh Bồ Tát đạo tu tập bát nhã ba la mật luôn luôn được cha mẹ cùng hết thảy chúng sinh ái kính. Vì sao? Vì do tu tập đầy đủ các lực phương tiện bát nhã ba la mật mà các thiện nam thiện nữ ấy chẳng hề sanh cao tâm, chẳng hề ái chấp sự cúng dường,
chẳng hề du nịnh người, chẳng muốn người du nịnh, chẳng sinh tâm tật đố ích kỷ vì lợi ích riêng của mình, mà thường trải tâm đại từ bi, thương xót chúng sanh, làm những việc rất khó làm nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh. Các thiện nam thiện nữ này được các hàng trời người ái kính, được chư Phật cùng chư Đại Bồ Tát trong khắp mười phương thường hộ niệm. Các thiện nam thiện nữ phát tâm hành Bồ Tát Đạo, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, khiến sáu pháp Bát Nhã Ba La Mật chẳng đoạn dứt, nên có oai lực hàng phục được các chúng ma và các kẻ đến vấn nạn vì báng. Chư thiền vì muốn cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, nên thường lui tới nơi nào có kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, có thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, ở thế gian này, từ sông núi dẫn đến cây cối đều do Tứ Thiên Vương cai quản, nên chỗ nào có biên chép thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật thì chư thiên thường đến đó để nghe, dẫn đến để lễ bái cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, làm cho thiện nam thiện nữ biên chép thọ trì cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật được tăng ích đạo tâm. Bởi nhân duyên vậy nên nói các thiện nam thiện nữ này được các công đức ở đời này vậy. Hỏi: làm sao biết được có chư thiên đến nghe đến cúng dường Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: khi thấy có ánh quang minh chiếu rọi, hoặc người được mùi hương lạ vi diệu thì biết được có chư thiên đến. Hỏi: thân người bất tịnh cả trong lẫn ngoài, như vậy làm sao có được chú xứ thanh tịnh? Đáp: khi các ác quỷ lánh xa thì tâm người được nhẹ nhàng thanh tịnh, tâm tịnh thì chú xứ tịnh vậy. Lại nữa, chư thiên chỉ đến khi đạo tràng được thanh tịnh. Như vậy, người tu hành phải an định trong tất cả các oai nghi đi đứng nằm ngồi, lại phải xa lìa các ác sự mới mời được chư thiên đến đạo tràng được. Do thường an định nên chẳng bao giờ có ác mộng, mà chỉ thấy những thiện mộng mà thôi. Hỏi: cúng dường Phật là cúng dường Bát Nhã Ba La Mật rồi, như vậy vì sao nói cúng dường mười phương chư Phật chẳng bằng cúng dường Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: cúng dường Phật mà còn thủ chất tướng cúng dường, thì dù cúng dường phước điển tối thượng như vậy mà công đức chẳng có được bao nhiêu cả. Trái lại, vào được Bát Nhã Ba La Mật là vào được nơi thật tướng pháp, nên chẳng còn chấp pháp tướng. Bởi vậy nên cúng dường Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng công đức. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là mẹ, là thầy của chư Phật. Do Bát Nhã Ba La Mật lực mà chư Phật được thành tựu 32 tướng tốt cùng vô lượng quang minh, thần thông biến hóa, vân vân. Bởi nhân duyên vậy nên nói cúng dường Bát Nhã Ba La Mật thủ thắng hơn cúng dường chư Phật. Thế nhưng chẳng nên vin vào nghĩa này để mà khởi niệm bất kính chư Phật. Hết quyển 58.